Cũng chào quý vị. Cái máy mua phế liệu về mình sửa, tu sửa lại, mình đang dọn dẹp lại, làm lại đây. Quý vị xem nè, mày quay mày làm tới đâu mày ấy tới tới đó. À, đây chủ nhân nè. Cái gì? Quay đừng có qua. Không có bằng chích. Cái nào không bằng chích. Rồi được rồi, ra nè. Gắt ăn rồi lấy gì đi tâm á. À, phải không? Mình quên tạm gian nghe, bé ơi. Hả? Cá nó nóng. Ừ. Cá đi tâm nè. Quay mình dòm được nè, ta dòm được mình dòm cái gì tên gì quên nữa rồi. Mình. Mày trùng tên với sư phụ mày luôn hả? Dễ lên phải không? Dễ lên phải không? Dễ lên, dễ lên. Dễ lên. Mấy cái độ này lên cái chiếc bự bự cái đó kìa. Nãy lên. Dễ lên phải không? Nãy lên đây. Rồi. Hở vậy đó. Dễ vô. Trời trời anh coi luôn. Hả? Xong cái máy này mới lên làm lại hả? Cái gì? Xong cái máy này mới lên cắt lại cái máy hả? Trời, mình lên cất nhà cho ai lên được vậy? À, được được, được cứng quá, kiếm không canh được, biểu ơi. Được cứng quá, cứng canh không được à. Cái mềm mới khỏi khỏi cái điều mới được à. Đó, nó vô cái rồi. Hả? Vô xong rồi xả ra. Nó vô khớp á đợi. Vô xong còn xả ra nữa mà. Không không khỏi. Đâu vô đó hết rồi. Hả? Đâu vô đó hết rồi. Máy cầm nó không là dễ đâu. Cột không hay là cột không? Không. Hả? Xong. Cột gì vậy ơi, đụng thấy tôi. Thấy nó cứ nguy hiểm quá. Không sao đâu. Hả? Không sao, không sao. Rồi giờ con cho xin trọng gút đi. Đi đúng hả? Khỏi cần canh chưa ha? Buông đi, buông đi. Hả? Hả? Không cần canh chưa ha? Không. Mày cho tao xin sợi rút đi. Đây con rút kìa. Rút cái gì? Một cái rút lớn á. Rút cái gì? Rút cái này nè. Hả? Trời ơi, rút với mẹ. Mày. Mày có, con tao nó bấm vô rồi. Trời ơi trời, rút mà nếu nó đâu cần rút, chú rút gì nó dây cột đồng thòng quấn tùm lum nó. Đây nè. Nó chạy có nồi. Rút gì chút xíu có cộng ngủ, xin cộng ngủ mà rút. Thằng này hà tiễn mày, mày rút rồi cho tao rồi. Ừ. Sửa quá rồi, ủa mà kỹ sư tao nó phân bì. Cái dính cái luôn, trời ơi. Vui rồi. Ừ. Đó, thấy không? Kỹ kỹ quá, kỹ sư nó phân bì. Đại ca vui rồi. Vui rồi. Sao không có đầu dọc?
Đừng có được không? Đúng rồi. Cái máy của người ta màu vàng, không có sửa, ổng thành màu đen hết rồi kìa, màu sống cho đủ hết trơn kìa. Vậy hả, biết nữa hả? Biết chỗ này nữa hả? Đúng rồi Mỹ. Cho đi vô ngang Mỹ ơi. Đi vô nó rút mà. Đó, vô. Máy nó có mặt chích, nó gắn rồi, nó không có mặt chích. Không, nó không có không mặt chích. Không mặt chích thiệt, không mặt chích thiệt. Không, không, không có. Không có mặt chích vậy? Không. Không có mặt chích. Nó xài từ mà. Cứng hả? Ừ, nó búa mà. Cứng lấy miếng 12 dặn thiết chứ. Ok rồi. Còn nhớ, nhớ nhớ rồi không nhỉ? Hả? Còn nhớ cần vô đây không? Không, không. Máy này xài chục bóng đèn LED được. Tiếng lít xăng có 4 tiếng. Ừ, nhẹ re luôn. Quạt này để bên nhẹ đồ, đồ nhẹ đồ thoải mái để chữa lửa. 600g à. Ừ, như nửa ký đi. Chưa. Nó xíu à. Ừ. Không xài con cọn rồi, xài đèn này kia. Nói chung bữa đó hôm qua chạy thử một cái tivi thể lỏng á, tivi thủy tinh á. Dưới hai cây quạt là chạy bình thường đó. Hả? Mấy hàng á hả? Trời ơi, mấy hàng sao chạy được, chục cái máy này chạy chứ nó chưa nổi nữa. Trời ơi, nghe lời ổng á. Chục cái thì chạy chưa được nữa. Xài được 13 thôi chứ quả. Ờ, chạy bữa đó chạy thử hai cây quạt với cái tư quy nhìn nhìn lên xong bở ừ ngủ khi dễ quá mà hả gì cứ khỏi ăn nữa. Nó búa mà. Chạy thử coi. Chạy được không? Có xăng chưa? Giờ cho nổ máy thử cái nha. Coi phát điện không? Chứ bây giờ nó không phát điện rồi. Có xăng qua đây.
lông tiền, lông tiền. Mua tôi lại đi luôn. Ngon lành rồi. Thiếu à, ngon lành. Giờ mình gắp vô. Ông định luôn ấy à? Nó ông định luôn á. Ông định luôn á. Sao bây giờ tôi chế được hết sang ngôi này nè. Ok rồi đó. Hả? Có cái bộ mặt ống áp không? Gắn vô chậu luôn. Cái điều thế á hả? Ừ. Không, không có điều thế. Cái điều thế trên mạng nó bán có mấy trăm ngàn à. Thấy cũng rẻ quá. Mà không biết chạy được không đâu. Cái điều thế là cái gì? Điều thế là điện lên ra hết ra cũng 220 mà ra nha. Ừ. Vui khoái rồi. Đây vô rồi, đây ca vô mánh rồi. Khoái mẹ. Ca vô mánh rồi. Mày gần bị lên tiếp. Dây sơn hội gian hình lên. Tôi tắt mày cùng mãi hết trơn. 7, 8 tức là 97.778. Chế chậu cây xe đại lên, khỏi giận đó. Ủa, máy này 2 bàn đè 4 năm giật á. Rồi chưa, được chưa? Phá được theo, thế nào? Phá được chưa? Đó. Bỏ lên. Ừ, phá lại. Ồ, rồi đó. Thấy không? Rồi. Phá đi. Nè, phá này thấy không? Ừ. Nè, mở này nha. Biết rồi. Xiết đây gấp vô. Ồ, vâng. Không có điện. Không hiền không? Cổ đế của đây cả. Mở nè. Phá nè. Phá lên, đẩy lên. Đẩy lên là phá, chị Bị ơi. Đẩy dặn lên thì là phá. Ừ, phải rồi. Ừ. Không mà mở. Rồi gắn vô đi. Đúng rồi đó. Nè, thấy ông sơn máy không? Cái máy của ta màu đen nè, sơn nè, thành màu đỏ nè. Ừ. Người ta lấy nước sơn sơn, không biết lấy cái này ba cái gì, cái nước cơm lắc thì quẹt cái gì nữa. Ừ, chế tựa luôn, học trình lưa luôn. Ủa mét, trời trời, ủa mẹ. Cái mét này bị. Ừ. Được. Cái đó vô đi, rồi hả, cái cốp. Thì vô đi nè. Ủa, cái vô đi, cái đó gọi đi. Hả? Có, nó có đế, cái đế chứ. Nó vô nguyên cái thùng mà. Ờ, vô xách tay con khô à. Trời ơi, bỏ thí nó đi, trời ơi, nghe coi. À, tôi chơi vô đàng hoàng đúng không? Máy thợ quá thợ rồi. Ngồi. Ờ, thợ sơn, rồi thợ phá, rồi thợ hàng, vô đủ thứ máy. Rồi. Hơn. Đây sai lạ quá. Kệ đi cho ổng dọc dọc vậy đó, rằng mình có chuyện mình làm. Hả? Nói gì không nghe chứ nè. Đủ 220 không? Đủ 220 không? Dư luôn. Đủ không đủ vậy, ăn thua cái ga máy mình chỉnh lớn nhỏ à. Lớn. Ừ. Chạy lớn thì nó lên lớn, mà chạy nhỏ lên nhỏ bị gì nó không có điều thế. Nhưng cái này là có chỗ lên ga nè Bỉ. Đâu có chỗ nào lên ga đâu. Đâu có lên, nó tự động mà. Nó chỉnh đúng tự động nó thôi à. Ừ. Không có đồ thì nó không tải bình thường. Có đồ tải thì nó tự động máy nó lên. Vậy nó xài nó khiến một cơ khí rồi. Quên, nó chưa bắt cái kia, nó sẽ bắt cái này được trời. Bắt bô. Hả? Bắt cái bô. Trời ơi trời.
không? Cần cái bô mà. Mà khó ăn cái bô này nè. Quay ra lật mày lật liên qua đây. Đó. Dĩ bô này. Nè ngoài này ngoài. Đồ phế liệu mà. Mình không có trách được. Hả? Đồng đền gì? Đồng đền nhỏ. Cho xin mới đồng đền coi. Đồng đền đâu có đồng đền nhỏ. Có không đưa, có đồng đền nhỏ đường bọc nữa đâu. Hết rồi sao hết. Đó, thôi chứ đâu còn nữa. Mình chung thì còn không, không có. Không có. Không có còn không chờ luôn. Có không chờ quá. Ừ, mà kém. Có cho chứ mà tôi mà. Không phải cái đó. Ê, cái này mua nhiêu tiền vậy? Hả? Hả? Mấy này mua nhiêu tiền vậy? Rẻ mà. Nhiêu? Nhiêu? 200 mấy à? Thì rẻ gì tôi bị chứ. Hả? Mua ở đâu? Hả? Mua ở Gò hả? Thằng mới, mình bây giờ thiếu cha gì? Trời, xài đá quá không được. Ừ, hết tiền. Không còn xài điện đá nữa. Giờ hết biết đường mò mấy con ốc nó đâu tiêu hết trơn anh trời. Trời ơi, mà ơi mày tháo mà anh la gì nhưng mà trời. Ốc không có nó đâu. Mày nên tháo này cái đống này nè đây nè. Ốc này không phải của nó. Còn không? Ốc nó còn không? Trời ơi, nếu mày tháo rồi ai biết nè. Dán mẹ vậy đi. Đây nè, đây nè. Có ba con hả? Còn nhóc hết trơn á. Phải nó phải. Một sáu thân thân chiếc xuồng đó. Mày nhạo đi, dụ mày nhạo tao đi. Mày bỏ này tùm lum hết trơn, chàng đâu tiêu hết rồi. Nè. Này nó bắt bô. Mày kiếm một con nữa, một con của ta đâu mất tiêu rồi nè. Trời ơi, chết trời rồi, biết không? Đủ. Bỏ trong đây mà. Thì bỏ đi có ai đụng gì tới nó đâu mà làm chùm mày. Có rồi, hết đất rồi. Ừ. Đây nè, con này nè, Bi. À, rồi, cái bắt con này bắt không? Nói chung cũng nhờ ổng. Mình gáp mình lộn ốc mình không nhớ mà ổng sơn cái màu khác vô nó có ốc nó đúng màu luôn nè. Lựa đúng màu vô là ngay bốc à. Đâu có miếng bô đâu rồi. Gọn 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 bô để vậy. Vâng. Hả? Mua heo của nó đâu? Đang vô, đang vô. Mua heo đây nè, đang vô nè. Dắt mua heo vô. Rồi từ sao mày biết hết trơn à? Thì sao biết vậy à? Quá hay, quá hay. Hay lắm, chú hai ổng thông lắm. Ừ. Gã sẽ gáp sao nữa là ổng gã gáp vậy đó mà quan trọng hỏi chạy chứ không thôi. Ừ. Gã gáp sao là ổng giờ là ổng gã gáp gan vậy đó mà quan trọng cái chạy chứ không chạy á. Tán đâu trời. Nè. Đâu phải. Đang tán nè. Không phải. Đó, hai con tán nữa. Phải, ta con tán mừ. Đây là con mười kìa. Đây nè. Ông bỏ tùm lum hết mấy người. Cấp điện luôn rồi, chắc này cấp điện. Cấp điện mà máy hư nó mới mà lụm được cái máy vậy ngon chứ. Vừa ờ vừa lụm về là lông đền không có lông đền để mẹ lông đền vô đi lông đền không vừa trời cho ông nấu cái nồi cơm điện nhỏ cũng đủ 300W thì được nữa công sức cũng được được chứ nấu nồi cơm điện được điện nhỏ mà ừ. Lớn cháy thì nấu xong rồi nồi cơm cứ lít xăng vậy đó
Ừ. Nồi cơm 25 ngàn. Đó nồi cơm mới hết 25 ngàn. Ừ, mẹ. Chạy ăn cơm sườn 25 ngàn mẹ chứ rồi. Cầm đi, cầm đi. Giá này là gì? Anh Tường coi đấy không nhỉ, anh Tường mai mốt anh Tường sửa. Nhét gì nữa trời. Nhà nó thì đủ mà chứ đừng có. Trời ơi, nhét gì cho chuột cái đống. Chuột cái đống chuột, chuột ngồi đó ngồi đó. Vô làm cái gì trời đặng cho nó đang ta ta người đá ta bể một lỗ đi rồi còn gì nữa nổi. Đá người ta cách nhiệt đưa ra còn này nó dẫn nhiệt qua. Nó bể một lỗ luôn. Ừ. Bể hả? Ừ, bể một lỗ tủ mẹ, giá mẹ. Trời nó cho phù 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 vậy đó. Ừ, trời ơi trời. Im chút. Em cái đầu coi nè bà mà gần mấy ốc của tôi chế tôi gần tôi à, tôi toàn là tôi ấy không mà ổng làm ổng gỡ tùm lum tà la hết trơn luôn chịu không nổi luôn nè à, cái này chứ không chứ ừ. Mình bắt tắc kê hết trơn luôn á. Ủa ông này đâu vậy hả, cái này sao biết gì nè ừ cởi nó nữa bắt áo vô. Ủa, anh Tường coi nhớ nhớ không anh Tường, anh cho anh nhớ không nhớ mà mốt anh sợ áo nè ốc người ta bắt tắc kê cỡ này vậy nè này mà ông cũng gỡ cái cách sau thôi không biết nữa. Làm mấy máy phát điện lúc lấy cái này nhiều. Rồi xong 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 cái thợ rồi yên tâm rồi. Không có vô đâu, không có vô đâu trời nội. Ừ? Lúc có đâu đâu mà lúc không vô đâu mà, không vô đâu. Nó kẹt ở đâu rồi? Ừ, khoan. Trời ơi nó méo xẹo đi nè. Ừ, mẹ bóp lại đi kèm. Hả? Sửa gì? Sửa gì? Ờ. Đúng rồi, bếp điện suy hết luôn á. Có mày có em xuống không? Đây ông người của mình đâu? Mày chết rồi. Chế đâu, chế đâu của mình đâu, để mình ôi nhạc vô đi, nè. Nè. Ủa mình, nó từ khi nào xuống, xuống tờ. Ừ, sao mắc lên không ông đó. Cái này 14 ngày mấy mà, lo lo gì. Có 14 ngày rồi. 14 ngày hả? Ừ. Dạ. Ở trong núi cấm hả? Dài con được rồi, cái nắp này nó không mấy đâu. Dài con hơi hai ba con dính được rồi. Rồi được rồi, đủ rồi, được rồi. Thấy ba cái nắp không à. Rồi rồi rồi, giật lên. Đang giật buộc đó. Không có nhiều luôn đi. Không á, khóa sang ở khóa con này nha. Khóa sang con này phải không? Giờ mình cho cậu đi, ốc của nó. Giờ hết rồi. Hả? Dạ. Nó ở đây đâu rồi? Nè. Sao anh? Sao sao anh sao cái cục này sao làm vậy? Ủa để đi được hả? À, chắc ma mốt vậy anh ơi. Để cứ khơi vậy hả? Chắc ma mốt vậy. Ghê gì bí? Không quan trọng. Hả? À. Không giọng vậy nó khơi ghê vậy đó. Trời ơi đủ đâu mát thấy mẹ bí. Không không mát. Các ba. Có cái này cần quấn cho mọi người nha. Không, không đừng quấn nữa, để gì đi nó không để nó coi nó chú đi, cái gì được rồi. Chú về ngày nào đi đi ngày đó hay chứ. Đúng rồi. Rồi vô cái này ban khóa xăng rồi phải không? Ừ, khóa xăng. Cá dẫn cái này hạ xuống. Khóa xăng nhận lên chứ hạ xuống gì? Khóa xăng hạ xuống. Hả? Hạ xuống lên nè, lên. Lên không được. Gãy. Ủa sao kỳ vậy? Trời trời đủ cái nó. Trời ơi cái này lên lên. Đi ừ. Được hả? Ừ. Đó, mở xăng xuống. Nó để chữ không thấy sao? Rồi. Ừ. Lên là mở, lên là khóa. Lên là khóa. Xuống là mở. Xuống là mở. Rồi, để đi làm gì làm đi, có
đây nè, xuống đây nghe cái thằng này mở nè, quan trọng nè, dịnh đi, cái quan trọng cái xăng chảy được rồi. Trời ơi, mày thấy chữ không nó đọc gõ gàng mà còn chữ gì nữa. Máy mua phế liệu con 100.000 bạc mà. Đây nè, chỉ này chưa khóa nè. Ừ. Thấy không nè. Chưa mở nè. Máy mua phế liệu con 100.000 bạc rồi mà đội cho tốt. Một triệu đó, trăm trăm mẹ thôi, 100.000 lớn, 100.000 triệu đâu, triệu mấy triệu ai mua? Có không bán chục cái coi, hả? Có không bán chục cái coi? Dễ kiếm luôn hả? Chỉ thằng Bỉ mới có kiếm được thôi, chứ thằng bạn bây giờ dễ gì, cũng mẹ thiệt. Không có bạn Bỉ thì coi vô phương luôn á. Rồi chất quất á, cái cây này lùn què gì. Trời ơi trời, đúng làm sao cái chất quất gì. Ok, ok. Cũng rồi không à. Trời ơi, đúng đút lỗ trên đút lỗ dưới. Lỗ mà lỗ cô con đút đút lỗ đó. Mẹ thiệt tình. Đút tầm bậy rồi. Ok nhớ nhớ rồi. Để phá nó mở xuống. Là mở xuống là mở. Lên là khóa. Lên là khóa. Rồi cái này lên. Ừ. Đó vô đó. Coi cơm vậy. Đó, mở rồi đó, ngon là luôn á, khóa này mở là tắt tắt điện, tắt nước quân là 709 đồng sao? Đã không? Đã không? Đã không?